Phương của SBC Washington DC kính chào quý vị kính thưa quý vị đến với chương trình quyền căn bản chúng ta nên biết ngày hôm nay. Bích Phương được hân hạnh phỏng vấn luật sư Richard Nguyễn về cái quan trọng thế nào khi có cần một cái tờ di chúc của tiểu bang Virginia. Bích Phương xin kính chào uh, luật sư Nguyễn. Xin chào quý vị và xin chào Bích Phương. Uh, luật sư cho Bích Phương biết được cái tầm quan trọng khi mình cần có một cái tờ di chúc ở tiểu bang Virginia. Uh, yes. In Virginia, if you uh, pass away and you don't have a will, uh, Virginia law provides for what they call intestacy statutes. Those are laws that uh, tell you and everyone in your family who is to receive your property, uh, anything you own after you die. Um, if you have a will, you can change that, you can determine exactly who gets what. who makes the distributions to your relatives and any special terms you want to provide such as guardians for children or any special uh, provisions for uh, taking care of uh, people in your family after you've passed away. Theo lời của luật sư nói là khi một người đã qua đời, tất cả những tài sản để lại nếu mà không có tờ di chúc thì là luật của Virginia sẽ không biết là ai sẽ được người được thừa hưởng những cái đó. Nhưng mà nếu mà mình có cái tờ di chúc đó thì những cái tài sản có thể chia đều ra theo lời của cái người lúc mà còn sống, họ đã để lại, phải không? That's right. Vậy thì, theo những, thí dụ như những cha mẹ mà single mom có con dưới 18 tuổi, thực sư có cố vấn những cái gì cho những người mà có con dưới 18 tuổi? That's a good question. Um, if you have children under 18, there are some options you have in a will that aren't available uh, under Virginia law without a will. For example, you could determine who can be the guardian for your children. You can put in the will exactly who will be the guardian. You can also um, do what they call a testamentary trust, which is an account where you, you put money for your children uh, and you name a person who will take care of that money and give it to your child or children for their needs as they grow up. And there can also be a rule that tells how much and when the children can receive the money in that trust and eventually all of it when they're mature enough to handle it. Vậy là cái người guardian là cái người có thể trông coi những đứa trẻ mà dưới 18 tuổi cho tới cái ngày trưởng thành và những cái tài sản đó thì mình có thể mình chia ra là tới cái từng cái tuổi nào đứa trẻ sẽ được um, cái số tiền đó để mà giống như lo vấn đề học vấn hay là uh, bệnh quản phải như vậy không? That's right, exactly. Um, theo Bích Phương được biết giống như là khi đứa trẻ 18 tuổi cũng chưa có thả, phải là trưởng thành not mature enough thì theo cái tờ di chúc có thể người cha hay người mẹ để lại là đứa con có thể có được một phần tiền đó hay một phần ba phần tiền khi nó 18 rồi tới 23 hay là 25 tuổi hay là tới 28 tuổi khi mà trưởng thành thì mới là được hết tất cả những tài sản của người đã qua đời để lại That's right. Uh, and it goes to the point that you can determine whatever is appropriate for your children. Some children are very mature, some are not, and you can adjust for those uh, factors when you write your will. It can be very special, uh, specialized, and customized to your family and your situation. Whereas if you don't have a will, there's a one size fits all determination as to who gets what, and it's very uh, black and white. It's very um, uh, inflexible. But the will gives you all the flexibility you'd want to take care of your family. là cái tờ di trúc ấy, như là trắng đen vậy đó tất cả những cái gì mà người người đã qua đời viết xuống là mọi người phải theo cái đó mà um, thi hành chứ không phải là giống như là tranh cãi với nhau dành những cái gì mà tài sản còn để lại um, Bích Phượng xin hỏi luật sư cái quan trọng như thế nào cái living will cho mọi người biết về cái living will gọi là cái di trúc sống tuyên bố về việc mà trị bệnh hay là về khi mà mình có thể trong một xảy ra một cái đụng xe mà người đó sẽ không sẽ thành coma thì không có trở lại được không có sống lại được thì như thế nào Yeah, I can explain a little bit about uh, the living will uh, or advanced medical directive is another term for it. Um, just like a will, if you don't have a living will, uh, doctors hospitals have certain rules they must follow. Uh, some of those rules are, are very rigid and they may not get the outcome you want. Uh, they may require approvals from people in the hospital that you don't know um, but if you have a living will you can set exactly what you want to happen if you're either incapacitated under a disability or in a coma uh, vegetative state uh, all the same thing um, you can determine who makes decisions for you um, and when they can make those decisions and also you can say what those decisions are whether or not to have pain medication whether or not to have life support how long to have that all of these things can be tailored to your wishes and your needs and um, can be given uh, to a person you trust to make those decisions for you um, so again like a will it's very uh, you have a lot more control and this is control you take and you put in writing before you are unable to um, um, make decisions for yourself so it's very helpful là for theo lời của sư nói, cái living rất là quan trọng là thí dụ cái người đó không có thể sống lại được và gia đình, không có thể quyết định được tại vì không có cái tờ di chúc thì nhà thương bác sĩ họ có thể làm những cái quyết định cho mình có phải như vậy không That's right. Um, it leads to confusion. Sometimes the doctors will say they want to do one thing or they can only do one thing when the family wants them to do something else. By having the living will, you have a person you can designate to make that decision. And with a properly written and signed living will, the doctor will normally have to follow that. And that'll give everyone the peace of mind that they're doing what you want. Là khi did. mình có cái living will đó, bác sĩ chứ không có được là tự quyết định, nhà thương tự quyết định. Thí dụ như rút ống ra hay là uh, làm những cái gì khác mà ngoài ý, ngoài ý muốn. That's correct. Yeah, they have to follow your wishes. Um, luật sư cho Bích Phượng biết thêm là về cái power of attorney, nó có quan trọng hay nó có liên hệ với cái tờ giấy chúc hay không? Uh, the power of attorney, it's more, most similar to the, the living will in that it's in effect when you're alive. Um, what it doesn't do is it doesn't handle your medical um, issues. That's what the living will is for, medical decisions. Uh, what it does do, it can it lets someone who you decide, who you name to be a, uh, your representative, your attorney um, to make decisions for your money, your property, to sign contracts for you, sign uh, documents that change ownership, they could sell your house. They could take money from your bank account to do what you want them to do—to pay your bills, to take care of your affairs. If you're in a uh, unable to make those decisions, if you're in the hospital, if you're in a disability, if you have dementia, or Alzheimer's, any of those reasons, a power of attorney um, document would help um, someone um, help name someone to make those decisions. Là cái power attorney có thể quyền cho cái người nào đó có thể um, đến nhà băng... lấy tiền ra nếu mà cần thiết để trả những chi phí hay là tất cả những cái gì mà mình cái người đang nằm trong nhà thương không làm được That's correct. hy vọng sẽ gặp uh, luật sư kỳ sau để mà mình bàn thêm giống như là trust will và có nhiều những cái khúc mắc khác mà có thể nhiều người Việt Nam họ cần biết được yeah so I'll be happy to help anybody with that and uh, like I said it's a very complicated topic but it's something I can help with bích phượng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình quyền căn bản chúng ta nên biết về chủ đề tờ di trúc của tư bang virginia ngày hôm nay xin à, cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới